Sắc Bình làm điều này cho Phương Oanh mặc kệ vợ mang song thai, dân tình thi nhau tranh cãi. Doanh nhân Sắc Bình tích cực chiều ý bà xã Phương Oanh, nâng niu hết cỡ trong những tháng thai kỳ, đặc biệt là vợ còn mang song thai. Tuy nhiên, anh lại khiến dân tình tranh cãi, cho rằng giúp vợ dưỡng thai quan trọng hơn những việc anh đang làm. Thời gian qua, cái tên của Phương Oanh cùng chồng doanh nhân Sắc Bình đang là chủ đề nóng được toàn cõi mạng vô cùng quan tâm. Theo đó, kể từ khi công khai về chung nhà, đăng ký kết hôn và làm lễ ăn hỏi, Phương Oanh và Sắc Bình càng được dân tình ủng hộ và theo dõi nhiều hơn. Dù trước đó, cả hai vướng không ít những ồn ào, bị châm chọc vì cho rằng Phương Oanh là kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của Sắc Bình cùng Đào Lan Hương. Mới đây nhất, thông tin khiến cõi mạng xôn xao hơn nữa là việc nữ diễn viên Hương Vị Tình Thân đã chính thức công khai đang mang thai con đầu lòng cùng Sắc Bình, đặc biệt hơn là mang song thai. Đây được xem là một tin vui, được nhiều người ủng hộ và chúc mừng. Trước đó, dù xảy ra nhiều nghi vấn, nhưng Phương Oanh đều chọn cách giữ im lặng. Đến nay, sau khi chuẩn bị thực hiện lễ cưới, thì nữ diễn viên mới quyết định công khai trước truyền thông. Từ khi bà xã công khai có con, Sắc Bình cũng tích cực yêu chiều Phương Oanh nhiều hơn, thường xuyên sánh đôi và làm nhiều hành động ngọt ngào cho bà xã. Vừa qua, Sắc Bình và Phương Oanh đã cùng nhau đi du lịch tại Nhật Bản. Nữ diễn viên đăng tải khoảnh khắc đi ăn cùng ông xã. Bên dưới bài đăng, Sắc Bình hài hước bình luận, rất chăm chú học nấu ăn, nhưng sau đó Phương Oanh tiết lộ sự thật, thật ra là chăm chú săn ảnh. Được biết Phương Oanh không thể tổ chức đám cưới đúng dự kiến dù bụng chưa lộ rõ. Cả hai cũng đã chụp ảnh cưới và chọn được lễ phục cho ngày trọng đại nhưng vì ốm nghén rất nặng trong thời gian chuẩn bị tiệc cưới nên mọi kế hoạch phải thay đổi. Cô cũng chia sẻ rằng cô phải ở nhà vì những cơn nghén dai dẳng kéo dài cả ngày, có khi không thể ngồi dậy. Sau nhiều lần bàn bạc, cô và ông xã đều cảm thấy không thể toàn tâm toàn ý lo cho đám cưới trong điều kiện sức khỏe như vậy nên quyết định hoãn để Phương Oanh có thể tập trung dưỡng thai, đồng thời thêm thời gian chuẩn bị cho ngày trọng đại diễn ra thật trọn vẹn, chỉn chu. Phương Oanh cho biết dù mệt nhưng đó là dấu hiệu tốt cho thấy hai em bé trong bụng đang phát triển tốt. Theo người đẹp dự kiến, khi nào hai con chào đời và cứng cáp hơn thì sẽ tổ chức đám cưới. Khi đó Phương Oanh và ông xã cũng có nhiều thời gian để lo lắng cho đám cưới một cách chu toàn hơn. Phương Oanh còn mặt khóc mặt cười khi chia sẻ, cảm ơn cả nhà đã động viên Oanh nhưng cổ bắt đầu to và nọng lấp ló xuất hiện rồi nhé ạ. Mà cái sự bầu bì nó buồn cười cực ý mọi người ạ. Vừa mấy hôm trước thấy còn bình thường tự dưng nay phình ra như bơm hơi vậy, ai chơi kỳ cục thế. Có thể thấy, từ lúc mang song thai, sức khỏe của Phương Oanh cũng bị ảnh hưởng, ăn uống khó khăn vì phải chịu những dấu hiệu của mẹ bầu. Chính vì thế, việc dưỡng thai là điều quan trọng nhất cho lẫn mẹ và bé trong thời điểm này. Việc Sắc Bình đưa vợ đi chu du khắp nơi, du lịch Nhật Bản xa xôi đã khiến netizen tranh cãi, nhận định anh nên dành thời gian dưỡng thai cho vợ, đi xa nhiều nơi, di chuyển liên tục chưa chắc là điều tốt cho mẹ bầu. Tuy nhiên, một số ý kiến bênh vực cũng được đưa ra, cho rằng Phương Oanh hoàn toàn có thể cảm nhận được sức khỏe của bản thân, việc đi du lịch không là vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến bụng bầu. Hơn nữa, việc đi thăm thú, tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã cũng sẽ giúp Phương Oanh thư thái, tinh thần sẽ tốt lên nhiều hơn.